Vâng, mến chào các bạn. Các bạn đang đang thấy đây là cái táo của tôi rồi. Cái táo tôi trồng ở này. Lý do nào mà tôi trồng ở đây mà không trồng ở sau vườn ở nhà? Nó có nhiều cái lý do. Nhưng mà cái quyết định tôi trồng cây táo ở cái hồ này, cạnh cái hồ này là cái hồ tương lai nó sẽ là cái cây hoàng không có ai chăm sóc. Và các bạn thấy đây là cái hồ nước, cái ao nước. Thì nhà tôi là cái nhà này, cái nhà này có cái dàn bầu ở sau đó. Các bạn thấy đó là nhà tôi, và sân sau nhà tôi là chỗ này đó. Nhưng mà tôi không trồng ở ở sân nhà sau, mà ngược lại trồng ở cái ao này, cạnh của cái ao này. Nó có một cái lý do. Thứ nhất, tôi trồng ở cái địa điểm này đó là vì nó xa những bụi cỏ đây. Những bụi cỏ này đây thì mùa hè người ta sẽ cắt cỏ, và người ta sẽ đi phạt những cái cỏ mà nằm dài dài ở cạnh cái hồ này đó. Cho nên nếu mà tôi trồng ở ngoài này đó thì có thể bị người ta vô tình ta phạt đi mất, ta cắt đi mất. Cho nên tôi trồng sâu sâu ở chỗ này để người ta không có đi vào để mà phạt nó đi, là một. Thứ hai nữa, đất ở trên này đó thì nó rất là khô, nó cằn. Tại vì đất ở trên này nó cao so với cái mặt nước dưới kia. Còn ngược lại, nếu mà tôi trồng ở ngay chỗ đó đó, trong chỗ này đó, thì cái cây táo của tôi lúc nào cũng có độ ẩm, sẽ phát triển tốt được. Bây giờ tôi quay lại trong nhà, rồi tôi giải thích cho các bạn lý do tại sao mà tôi phải trồng ở ra ngoài này nhé. Vâng, đây là nhà tôi đây. Thì cái dàn bầu, dàn bí, dàn bước nó nằm ở đây, và vườn của tôi phía trước mặt. Đó, thì quay ra cái bờ hồ. Thì bờ hồ là cái chỗ mà hồi nãy tôi đứng ngay chỗ này để mà quay cái cây táo cho quý vị, cho các bạn thấy. Bây giờ tôi thấy cái bờ hồ nó rất là to. Đó, sở dĩ tôi không trồng ở sau sân nhà là vì vài lý do sau đây. Thứ nhất là tôi đã có cây táo nằm ở đây. Cây táo này là cây táo rất là đặc biệt, tôi trồng ở từ hộp. Để tôi kéo gần gần cho các bạn coi. Cây táo này là cây táo tôi trồng ở từ hộp là năm trước. Năm nay nó cao cao tí thì tôi cắt cái ngọn đi, và tôi ghép với một cành của cái cây mà nó đang trưởng thành, đang có trái, thì hy vọng năm sau nó sẽ có hoa, có trái. Thì bây giờ nó còn ngắn, còn nhỏ, nó sẽ không có nhiều trái như ý muốn. Chỉ cần một trái, hoặc là có cái biểu tượng có trái tôi cũng phải bẻ nó đi, tại vì nó còn yếu, còn non. Và cây thì hiện tại nó khoảng chừng gần 1 mét, cũng không cao lắm. Tại vì cái cành của nó là cái cành phát triển của cái cây đang phát triển, như thế nó không lên cao ngồng bằng cái cây mà chúng ta trồng từ hột ra. Còn ngược lại, cái cây mà tôi trồng từ hột ra đó rất là cao, cao kể như gấp đôi cái cây đang có, mà trong khi nó chỉ có được 4-5 tháng. Và đây thì cái sân của tôi đây. Hiện tại đó tôi đã có một cây đào ở đây, rồi kế đó là cây táo. Thì nếu mà tôi trồng cái cây táo đó nữa đó thì chắc là tôi phải trồng ở chỗ khoảng này. Thì nếu mà trồng ở khoảng này đó thì mặt trời tương lai của nó sẽ cao, sẽ to, và nó sẽ che hết cái dàn bầu, dàn bước với vườn của tôi. Cho nên tôi không muốn trồng ở đây. Và nếu mà cắt ngọn để ghép một cành khác giống như cái cây táo này đó thì ngược lại đó tôi lại có 2 cây. Mà trong khi táo chúng ta biết không trồng thì thấy tiếc tiếc, uổng uổng muốn trồng. Nhưng mà trồng một cây rồi tương lai nó có chừng 50-100 trái gì đó một cây đó, chúng ta ăn cũng không hết, đúng không nào? Mất công mang để cho, hoặc là để rất đầy xuống sân cũng không tốt. Thì bây giờ có một trái, một cây nó ra trái ăn là không hết rồi, thì tội gì phải trồng thêm một cây thứ hai.
Mà cái cây đó là không phải là tự ương từ hột ra, mà là em vợ tôi nó ương từ hột ra. Nó mua trái táo, thấy trái táo ngon về, nó ương ra khoảng chừng được 5-7 cây gì đó. Thì nó không trồng hết, thì nó cho vợ tôi một cây. Thì tôi nói vợ tôi đừng có lấy về chẳng làm cái gì hết. Tại vì mình có một cây táo rồi thì tương lai nó cũng dư ăn rồi, không cần lấy cây khác. Mà vợ tôi cứ mang về, rồi mang về khoảng chừng tháng 6 gì đó, bây giờ tháng cuối tháng 9 đầu tháng 10, tức là 3 tháng, nó lên khoảng chừng nửa mét, hơn nửa mét rồi. Thì bây giờ bỏ thì thương phương thì tội, vợ tôi muốn tôi trồng ở đây. Nhưng mà như tôi nói, giải thích vợ tôi, mai mốt nó sẽ to, sẽ cao, nó che hết cái dàn bầu, dàn bướp rồi. Rồi vườn của mình đi thì không tốt. Mà trong khi đó một cây ăn không hết rồi lấy gì, tội gì phải trồng thêm cây thứ hai. Thì cái đất này thay vì trồng cây táo thứ hai đó, mình có thể trồng cây khác, chẳng hạn như cây lê, hoặc cây mận, hoặc là cây gì đó, hoặc là cây bất cứ cây gì mình có thể trồng được, thay vì phải trồng cái miếng đất này mà trồng hai cây táo thì nó uổng quá. Mà bỏ thì thương vương thì tội, giờ nó lên ngon khỏe mạnh quá bây giờ chẳng lẽ vất đi nó. Cho nên tôi mới quyết định là tôi trồng ở kế bên bờ hồ kia. Thì như hồi nãy tôi quay cho các bạn coi đó, là tôi trồng kế bên bờ hồ đó. Thì cái video này mục đích chính là giải thích tại sao tôi lại mang con bỏ chợ, tức là trồng được cái cây, ưng được cái cây rất là tốt, rất là khỏe, rất là mạnh, ngon lành, mà không trồng ở vườn mà mang ra ngoài hồ đó để trồng. Thì vừa rồi tôi đã giải thích lý do đó như vậy. Cái lý do mà tôi làm cái video ngày hôm nay đó, thứ nhất là để giữ làm kỷ niệm, thứ hai nữa 5-7 năm nữa đó, nếu mà vẫn còn ở sống ở đây đó thì mình sẽ ra đó mình coi hàng năm để coi cái cây nó phát triển như thế nào. Và ngược lại đó, nếu mà không ở đây mà đi tiểu bang khác, thành phố khác đó, thì nếu lâu lâu về mình có cơ hội mình ghé thăm nó thì mình cũng vẫn biết đó là cái cây của mình, và mình trồng như vậy đó thì nó có lợi có hại, hoặc nó to nó nhỏ, có trái thành công thất bại như thế nào. Hoặc là tương lai mình sẽ nói mọi người ở đây, đây là cây táo tôi trồng hồi xưa đó. Thì ý chính của video này nó là như vậy. Thì bây giờ tôi cũng rất muốn giữ cây nó lại để trồng trong vườn, nhưng mà rất tiếc là vườn cũng không lớn bao nhiêu, và thứ hai nữa mình cũng không ăn nhiều, cho nên đành bỏ nó đi vậy, bỏ con ngoài chợ, nhưng mà đành phải chịu vậy. Và hy vọng tương lai nó sẽ sống khỏe mạnh to lớn, và chắc mỗi năm tôi sẽ nếu mà còn vẫn sống ở cái nhà này, cái khu này, thì tôi vẫn ra làm cái video ngắn ngắn để xem là nó sống, nó phát triển như thế nào. Còn ngược lại, cây táo mà tôi trồng từ cũng từ hồi năm trước rồi, tôi lấy gốc nó, tôi ghép vào một cái cảnh mà nó đang phát triển tốt như vậy, nó là cây này, thì nó đã sống, đã khỏe, đã mạnh, rất là tốt rồi. Thì hy vọng là năm sau nó sẽ có trái, và tôi cũng tiếp tục làm video về cái cây này. Tôi thích làm như vậy, tôi thích trồng để coi sự phát triển của nó, sao mình thành công như thế nào và mình thất bại như thế nào. Vâng, vài lời chia sẻ với các bạn về cái video ngắn ngắn này. Xin chào nó.